Điểm danh nhân viên cà phê mèo Bình Dương. Thành viên đầu tiên là một chú mèo hổ báo giống Bengal tên Bốn Mì. Tiếp theo là một cô mèo không lông tài xoắn rất mê trai tên Chín Chi. Hai chú mèo Maine Coon rất chịu chơi và cuốn người này lần lượt là Goku với bộ lông màu đen và Ezo với bộ lông màu vàng. Thêm một bé Maine Coon trắng nghịch ngợm tên Bingu với trí thông minh như tên gọi. Ngu. Bên cạnh bé Bingu là Manny, to nhất quán. Các bạn yên tâm, chàng trai giống Maine Coon không bao giờ cào hay cắn người, kể cả khi giận nó cũng chỉ đấm thôi. Ngoài ra còn thêm ba bé Maine Coon Baby nữa là bé Vừng, Hoa, Sai. Chú mèo không lông tài xoắn với đôi chân ngắn này tên Chín Heo, một cậu bé vô cùng ngọt ngào. Giống mèo Napoleon với bộ lông dài và đuôi chân siêu ngắn sau đây sẽ làm bạn thích mê. Thằng nhóc có khuôn mặt cáu kỉnh, đôi mắt xanh biếc này tên Tini, nhóc màu vàng này tên Chupi, và ba nàng công chúa lông trắng chân ngắn quậy xám hồn này tên Dâu, Quýt, Kiwi. Giống mèo chân ngắn Ban Kim có hai bé khá hướng nội tên Cam và Lạc. Một vài bé mèo dễ thương khác như bé Goody giống Silver, bà cô hai mặt anh lông dài Liti, hay giống mèo ba tư bé Măng Cụt. Và còn nhiều các bé mèo khác nữa trong thời gian sắp tới. Hẹn gặp các bạn tại vựa trái cây cắt phê tầng trệt Go Moon Thủ Dầu Một nhé!